mọi người nha. Chào các bạn đến với buổi live stream ngày hôm nay nha. Đợi một xíu kết nối đông đông bạn nha cả nhà. Rồi chào các bạn nha, chào Thu Hồng nha. Chào mọi người, chào Đặng Minh, chào Linh My, chào Tố Như, chào Thiện nha. Đợi xíu thì chị tắt mất cái wifi đã, cho wifi nó rõ hơn nha. Rồi xin chào mọi người, hôm nay thì shop vệ sinh của mình sẽ livestream chủ đề về hamster ha. Hamster nè, đồ dùng hamster, tất cả mọi thứ về hamster nha. Rồi chào Ngọc Trang, chào Trần Thắng nha. Rồi trên đây là mấy bé hamster bia rất là dễ thương, mà các bạn ơi giờ nó chui vô trong trong mê cung nó ở hết trơn rồi. Lấy nhà ra cho các bạn thấy. Rồi có em trong đây nữa hả? Đó, các bạn thấy trong mê cung không? Khoái cho mê cung lắm. Vô đi con. Rồi à, tối như các bạn ơi, shop vệ sinh mình thì vẫn bán giao hàng rồi này kia nha các bạn. Các bạn nào đặt hàng thức ăn hay tất cả các thứ thì các bạn nhớ là liên hệ số điện thoại hotline của shop. Có một số bàn á và một số di động các bạn nha. Thì mình có ở trên Facebook của mình là có để số rất là nhiều. Các bạn cứ gọi điện cho shop để đặt hàng các bạn nha. Vẫn giao hàng bình thường nha. Rồi Tố Như muốn mua cỏ khô. Rồi có cỏ khô luôn Tố Như ơi. 60 ngàn một gói nửa ký nha. Ờ hôm nay là vẫn có mini game nha các bạn ơi. Huy Đặng hả? Huy Đặng muốn mua shop bay hả? Shop bay xíu chị like sau nha. Shop bay cũng còn mấy em rất là dễ thương luôn các bạn. Rồi shop bay ốp thì giá là 1,5 triệu đến 1,6 triệu một bé ha. Đang có mấy bé giá từ 1,5 triệu 1,6 triệu các bạn. Cái gì ta, chị định nói với các bạn cái gì nè. Các bạn ơi hôm nay thì vẫn có mini game nha. Bạn nào mà thích trúng thưởng hamster thì các bạn nhớ là chia sẻ cái livestream này, để lại ba số đồ điện thoại cuối nha, thì có cơ hội nhận được hamster miễn phí. Rồi thì Tuấn Khoa ơi, ở trên kênh, ở trên website vetsinh.net á, chị có đăng lên mấy cái lồng nuôi thỏ nhiều lắm. Em coi lồng nuôi thỏ trên đó giùm chị nha. Rồi các bạn ơi, thì hamster bia hôm nay thì giá chỉ có từ 100 đến 150 một bé thôi. Để chị coi thử là trên livestream hôm nay mình bán hamster thì mình có một cái chương trình nhiều khuyến mãi hấp dẫn cho các bạn đi ha. Thôi bây giờ bạn nào á, hôm nay bạn nào ở trên livestream này chia sẻ cái livestream này thì mua hai bé hamster sẽ được tặng gì ta? Chị đang suy nghĩ một xíu nha. Đang suy nghĩ ta tặng cái gì nha. Mua hai bé hamster tặng cho các bạn. Hai bé hamster tặng gì ta? Đang suy nghĩ. Các bạn mua hai bé hamster thì là rồi ok. Hôm nay bây giờ trên livestream bạn nào chốt đơn trên livestream luôn ha, mua hamster bia thì bé thứ hai sẽ được giảm giá 50% đi ha. Đó các bạn mua hai bé thì bé thứ hai sẽ được giảm giá 50% nha. Tức là bé đầu tiên thì vẫn giá bình thường, bé thứ hai giảm 50%. Chỉ cần bạn nào chia sẻ livestream thì mua sẽ được các bạn nha, được không? Chị cũng chưa có nghĩ ra cái gì để tặng quà cho các bạn. Còn vẫn mini game bình thường, mini game thì vẫn tặng một em hamster bia trị giá 150 ngàn các bạn nha. Đây các bạn coi mấy em mình nó chơi này các bạn nè. Rồi mấy bé hamster này á, nhiều bạn hỏi chị là ăn cà rốt hả? Không các bạn ơi, hamster thì nó không phải là ăn cà rốt các bạn nha. Nói chung là ăn cà rốt thì nhiều bạn cũng cho ăn, nhưng mà chỉ ăn chút xíu thôi. Để lấy cái hũ ngũ cốc thần thánh. Rồi đợi xíu chị lấy cái hũ ngũ cốc thần thánh đó các bạn. Các bạn mua cái hũ này tiện lắm, về là các bạn chỉ cho ăn thôi. Bây giờ chị sẽ giới thiệu một số loại đồ ăn của hamster cho các bạn.
các bạn có nhìn thấy được rõ nha em Hunter không? Các bạn mà muốn nhìn rõ, các bạn kéo cái phần bình luận qua một xíu là các bạn cái màn hình trống á, thì các bạn có thể coi được nha. Các bạn có thể đặt hàng thì rất là dễ dàng. Ở trên Shopee mình là có đồ ăn, có lót chùa, có đồ dùng cho Hunter tất cả ha. Mùa dịch này các bạn chỉ cần ở nhà và đặt hàng thôi. Thì ở đây là một cái hũ ngũ cốc thần thánh bên shop chị nha. Nó có đầy đủ đồ ăn hết. Ở dưới đây thành phần chính là cơm này, giống như cơm vậy đó, mình tưởng tượng như cơm. Còn ở trên đây là đồ ăn, các loại đồ ăn ở trên đây rất là nhiều ha. Trong đây có mực sợi, hoa hồng, kỷ tử, táo đỏ, yến mạch, hạt cam, láng ba khía. Đó, nói chung nhiều thứ đây lắm các bạn. Và đặc biệt bên cửa này thì là không có bỏ chất bảo quản các bạn nha. Và đợt này thì đang có chương trình khuyến mãi là tặng kèm gói cám và protein này nữa các bạn. Có mua một hũ này được tặng kèm. Ở trong đây có cái muỗng này các bạn nè, thì các bạn múc các bạn cho cái bé ăn ha. Đó các bạn thấy không, một hũ ngũ cốc thần thánh vậy nha. 100.000 về các bạn trộn đều lên cho nó ăn nha. Nói chung là sẽ có nhiều loại đồ ăn khác nữa các bạn. Ở trên bestsin.net thì nó sẽ có nhiều loại cho các bạn lựa chọn. Còn ở đây là chị giới thiệu cho các bạn loại này ha, cho ăn rất là tiện mà ngon, thơm ngon nữa các bạn, không chất bảo quản ha. Rồi hũ này nha, đồ ăn của Hunter đó các bạn. Các bạn nào mà thích cho Hunter các bạn ăn hướng dương á, một hũ bự thiệt bự vậy này các bạn nè. Đây là hướng dương hạt nhỏ nha, có 31.000 một hũ thôi, rất là rẻ luôn. Rồi bạn nào mà hôm nay muốn được tặng một em Hunter bia miễn phí như thế này á các bạn, thì các bạn chỉ cần làm gì nè, các bạn chỉ cần là chia sẻ cái livestream và để lại 3 số điện thoại cuối thôi thì có cơ hội được tặng một em Hunter bia. Chút xíu nữa mình sẽ quay số trúng thưởng các bạn nha. Rồi còn hôm nay thì bạn nào mà mua Hunter trên livestream này á thì là bé thứ hai sẽ được giảm giá 50% nha. Đó thì bé, ví dụ như bé 150 thì sẽ được giảm 75.000 luôn á các bạn. Nên là các bạn nhớ là chia sẻ cái livestream này ha. Thì bạn nào chia sẻ livestream thì bạn nào mua trên cái livestream này á thì đều được là bé thứ hai sẽ được giảm giá 50% hết. Được chưa cả nhà? Một cái chương trình gì đó vui vui cho cả nhà nha. Rồi. Rồi mình thấy có một số bạn tham gia mini game rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ Hunter hôm nay á là chị có mấy em Hunter bia này để lấy ra cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ để lên trên này. Hunter bia thì cái giống Hunter này nó to các bạn cũng dễ ôm dễ bế lắm. Nó ngược cái tay khó bắt dễ sợ luôn. Rồi. Đây, này mấy anh nhiều chuyện này. Các bạn thấy không? Cho một em lên đây cho các bạn xem nè. Đây là cái màu xám các bạn, màu xám khói. Đó, em này là bò sữa xám khói các bạn nha. Em này thì giá 150. Và đặc biệt em này chị thấy là hai màu mắt đó các bạn. Một bên là mắt đỏ, một bên là mắt ngon, pha đen, hai màu mắt khác biệt nha. Ôi cảm ơn cả nhà thả tim rất là nhiều. Các bạn ơi thì hôm nay các bạn nhớ là bạn nào mà chưa theo dõi Trang các bạn nhớ nhấn nút thích Trang nha. Để mà được 60.000 bạn thích Trang là mình sẽ có một cái chương trình khuyến mãi lớn. Thì còn 600 bạn nữa thôi là được 60.000 rồi các bạn. Kêu gọi hồi bữa giờ lên được 400 bạn nữa rồi. Nên là các bạn nhớ nha. Đây các bạn thấy không? Các bạn ôm Hunter, các bạn ôm như này các bạn. Các bạn ôm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng như nè. Các bạn ôm nhẹ nhàng. Đó, các bạn để lên tay nhẹ nhàng như nè. Đó chứ các bạn cũng đừng làm các bé giật mình quá ha. Đây một em Hunter bia nha. Hunter bia là giống Hunter hiền các bạn nha. Đó, các bạn ôm nhẹ nhàng như lên. Đó, các bạn thấy rõ được không? Cho các bạn thấy rõ nha. Bạn nào đặt hàng em này thì chốt nha. Tại vì cái màu xám này nó cũng hiếm mà, các bạn thấy hai màu mắt không? Đó em này hai màu mắt nha. Mình nhảy xuống nha con. Rồi bạn nào đặt em nào thì các bạn chốt ha. Rồi bây giờ chị có một em này cũng rất màu này, cũng rất là dễ thương này các bạn. Quay lại đi. Rồi Hunter bia lông xù đây. Bạn nào thích Hunter bia lông xù thì có em này nha các bạn nha. Em này là Hunter bia lông xù. Rớt xuống đây. Đây các bạn ha. Đây là em lông xù màu trắng đen. Bây giờ hả, phải lấy cái gì á để bỏ vô. Cho con lên đây. Các bạn thấy không các bạn? Cho lên cái nệm. Em này em lông xù. Rất nhiều bạn hay hỏi mình lông xù nha. Lông xù thì hả, nó ít là số lượng, nó ít, nó không nhiều các bạn.
Thì thường đa số mọi người thích lông sáp cho dễ chăm lông hơn các bạn. Đó, Hunter Bia lông xù em này cũng 150 luôn cả nhà nha. Bây giờ mình lấy cho các bạn một em 100 ngàn cho các bạn xem thử nha. Em 100 ngàn. Các bạn ơi, thì mùa dịch này mình ở nhà các bạn mình nuôi. Mình thấy là trong các loại thú cưng ha, bên shop thì bán rất là nhiều loại thú cưng. Thì giá từ vài chục ngàn như Hunter ha. Còn các loại mà mắc tiền á là như chó, mèo gì đó thì giá 4-5 triệu một con. Thì nói chung là nhiều loại các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn nuôi một con mà nói chung là thú cưng mà trước giờ các bạn chưa nuôi con gì á thì thấy đơn giản như các bạn nuôi Hunter. Ngày dọn chuồng một lần ha, tuần dọn chuồng một ngày, lộn, ngày cho ăn một lần, tuần dọn chuồng lần. Đó, dễ nuôi lắm cả nhà. Mà hả, chi phí thì nó rẻ thôi. Các bạn đầu tư một bộ thì tùy ha. Các bạn ví dụ như có điều kiện thì các bạn mua một bộ nhiều tiền, 1 triệu mấy, 2 triệu chẳng hạn. Còn các bạn mà không có điều kiện thì các bạn mua một bộ vài trăm ngàn là các bạn có thể nuôi được rồi. Rồi lấy một con 100 ngàn cho các bạn xem nha. Đây con đi ra ngoài đi. Cái anh này nó nhiều chuyện lắm các bạn ơi. Thấy là nó quay không? Đây các bạn thấy không? Đây các bạn. Rồi các bạn mà muốn coi cái gì đó thì các bạn cứ thể bình luận nha. Bình luận bên dưới rồi nếu mà chút xíu nó có thời gian thì chị sẽ ấy cho các bạn xem. Đây các bạn thấy em Hunter Bia này không? Đó. Em này là màu nâu. Màu nâu như vậy thì có 100 ngàn một bé thôi các bạn. Đừng có đưa tay vô miệng các bạn. Mình tuyệt đối là Hunter là mình đừng có đưa tay vô miệng các bạn nha. Đưa tay vô miệng nó tưởng là đồ ăn đó các bạn. Con nào cũng vậy, thú cưng nào cũng vậy các bạn. Tưởng đồ ăn. Rồi đây các bạn. Đây. Các bạn vuốt ve nhẹ nhàng em đó vậy nè. Em này giá 100 ngàn đấy ha. Em màu nâu về giá có 100 ngàn thôi. Rồi được chưa các bạn? Hunter Bia. Đó, bây giờ nhiều màu nãy giờ giới thiệu với bạn mấy màu rồi. Rồi màu vàng mơ. Hồi bữa có bạn nào hay hỏi mình màu vàng mà tai đen nè. Đây có em này vàng tai đen nha. Nói chung là ha, các bạn biết sao mấy em Hunter này thì mình cũng có quay clip này kia mình đăng lên trên hết rồi. Thì các bạn thích cái kiểu màu nào các bạn có thể là khoanh vô các bạn chọn ra. Rồi mình sẽ ship cho các bạn hay gì đó. Mùa dịch này nói chung là ship thôi các bạn nha. Hoặc là các bạn ghé cửa hàng thì đứng trước cửa để mình đưa ra thôi chứ không có tiếp bên trong cửa hàng nữa các bạn nha. Thì trước khi giao cho các bạn thì mình sẽ quay phim lại cho các bạn là em nào các mình sẽ lựa cho các bạn những cái em mà cái màu kiểu màu các bạn thích á. Các bạn ok rồi mình mới giao nên các bạn yên tâm ha. Đây. Đó các bạn thấy không? Em này em vàng mơ tay đen. Đó, giá này em này 150 nha các bạn. Đó, các bạn thấy Hunter Bia không? Hunter Bia được cái là nó đứng. Trời ơi, nhìn dễ thương quá các bạn ơi. Kéo nhà thả tim cho em này đi. Ôi nhìn thấy cưng chưa nè. Trời ơi, thương quá đi thôi. Rồi, bạn nào mà thích mua em nào thì các bạn có thể chốt đơn, để lại số điện thoại nha. Rồi chốt đơn. Rồi, thì nói chung á là một bộ Hunter chi phí khoảng tầm bao nhiêu đúng không? Nhiều bạn rất là thắc mắc cái vấn đề đó. Thì một bộ Hunter thì nó tùy theo các bạn là sẽ set up cho nó là nhiều đồ dùng hoặc là tại vì đồ dùng Hunter nó có nhiều loại, nhiều đắt giá khác nhau á. Thì các bạn có thể mua một bộ, nói chung là rẻ nhất đi ha. Nhưng mà rẻ nhất đầy đủ thì khoảng cỡ là 400 ngàn, rồi có 500 ngàn có, rồi có 600-700, có 1 triệu mấy cũng có. Thì nói chung á là tùy mình các bạn ha. Thật sự là dễ nhất là các bạn cứ nói là số tiền các bạn muốn mua là chị sẽ set up cho các bạn cho nó dễ. Còn ví dụ như mà các bạn không có quan tâm tiền bạc, không có quan tâm là nó khoảng bao nhiêu tiền đó, thì các bạn cứ nói là lấy bộ đẹp nhất cho các bạn thì mình lấy cho các bạn ha. Chứ còn ví dụ như còn các bạn muốn tham khảo này kia trước để coi là mình sẽ tự chọn lựa thì các bạn lên trang web bestsin.net đó, nó sẽ dễ nhất, nó sẽ tiện nhất ha. Tại vì trên đó có nhiều mẫu, nhiều giá đó, các bạn muốn loại nào đó mình coi nó sẽ dễ hơn. Đây, trời em này cưng quá. Trời thương thiệt đó ha. Rồi. Rồi bây giờ cho em này xuống nha, cho người mẫu này xuống, cho bạn khác lên. Các bạn đợi chị xíu nha. Rồi quay trở lại cái live stream ngày hôm nay nha. Các bạn ơi, nãy giờ các bạn có bình luận gì không? Sao nãy giờ chị không thấy ta?
các bạn bình luận dưới đây hả? Nãy giờ là chỉ có một mình anh bình luận thôi phải không? Có rất là nhiều luôn á, điện thoại em không nhìn thấy á. À, điện thoại em không nhìn thấy hả? Tại vì nãy giờ sao anh biết em có thấy cái ngủ cái tin mà. Thôi. Các bạn ơi, tại vì không biết sao cái điện thoại chị là không có nhìn thấy cái bình luận của các bạn á, nên là chị không biết là các bạn hỏi cái gì ở trên đó. Các bạn đợi chị một xíu nha. Bạn nào mà chưa bấm nút like trang thì các bạn nhớ bấm nút like trang giùm chị nha. 60.000 bạn thích trang là sẽ có chương trình khuyến mãi. Các bạn đợi chị xíu nha để chị kiểm tra cho. Coi thử các bạn bình luận cái gì mới trả lời với các bạn, mới tương tác với các bạn được. Có nhiều bạn hỏi chị là có shop Bắc Mỹ không, like thỏ cho em xem. Thì ngày mai á là chị sẽ về thỏ các bạn nha. Vì mà mai sẽ về một số bé thỏ. Thì các bạn nào mà thích thỏ thì các bạn hãy theo dõi trang nha. Để bữa nay chị sẽ live stream hoặc chị sẽ đăng hình lên cho các bạn xem nha. Rồi. Rồi có chị nào hỏi em là chị, em là bên em có thức ăn thỏ không? Thức ăn thỏ là bên em có rất là nhiều nha chị. Trên cái điện thoại này nó sẽ hiện lên like, nó hiện lên là bình luận mình không hiện lên tên của ai thì các bạn thông cảm nha. Chị không có biết là tên của ai để chị đọc lên hết. Thỏ thì ngày mai nha, ngày mai. Rồi nãy giờ là không có thấy bình luận ở trên cái máy này nên bây giờ là phải vừa like vừa đọc bình luận các bạn nha. Các bạn thông cảm cho mình nha. À, chó xúc xích thì nhiều bạn hỏi mình là chó xúc xích thì khoảng một tuần sau thì mới xuất chuồng được các bạn ha. Đó, thì các bạn nào mà muốn mua chó xúc xích thì các bạn cứ để lại số điện thoại ha, để có mình sẽ gọi điện cho các bạn sớm nhất. Các bạn cứ để lại số điện thoại và các bạn muốn là chó xúc xích là màu gì, được hay cái như thế nào đó nha các bạn nha. Rồi. Chị gì đây nói là muốn mua một cặp, không biết là muốn mua một cặp gì và tên gì nữa. Két cái điện thoại ghê chưa? Bình luận gì mà không thấy gì hết trơn á. Yến Phụng bây giờ chị hết rồi nha các bạn nha. Nhiếm có luôn Hoàng Binh ơi. Rồi. Rồi các bạn nào á mà hả, có muốn mua bé nào trên livestream này các bạn để lại số điện thoại nha. Để bên chị sẽ tổng hợp lại rồi sẽ gọi điện cho các bạn nha. Rồi bạn này chia sẻ livestream thì mua bé thứ hai sẽ được giảm giá 50%. Winter White hoặc Bia cũng vậy. Rồi bây giờ Bia các bạn xem là ok chứ các bạn? Các bạn thích màu gì nữa không? Đây để chị lấy cho các bạn xem cái màu này nữa nè. Chị thấy có bé này nó dễ thương lắm. Đây. Đây các bạn. Em này á là cái mình màu trắng, cái đầu màu vàng này các bạn. Lông nó hơi xù xù nhẹ nhẹ các bạn nha. Đây các bạn không? Đó. Để gì các bạn dễ coi nè. Cái Hunter Bia thì ha các bạn ha. Cái size nó to các bạn, sau này các bạn ôm bé sướng lắm. Nó to, nó vừa bàn tay các bạn ha. Nên là hả, thường người Tây là người ta sẽ hay nuôi mấy cái dòng Hunter Bia hơn. Tại vì nó to, dễ ôm hơn các bạn. Mấy dòng khác thì nó hơi nhỏ một chút xíu ha. Winter White này kia thì nó sẽ hơi nhỏ một chút xíu. Các bạn thấy mấy em không? Nãy giờ chạy quay không? Chạy quay liên hoàn luôn á. Thì nói chung là mùa dịch này ở nhà các bạn, nhiều khi cứ đi ra đi vô hoài á, thì thôi mình nuôi một cái bé thú cưng như thế này nè các bạn nè. Để giảm stress thì rất là vui các bạn ha. Gọi là có người bầu bạn nha các bạn nha. Các bạn nào mà ngại để số điện thoại công khai thì các bạn có thể là để số điện nhắn tin, số điện thoại trên Messenger nha các bạn nha. Rồi mình sẽ lên đơn, mình sẽ nhắn tin chốt cho các bạn ha. Đó, bé này cũng 150.000 cả nhà nha. Đấy là mình có báo với bạn là bé 100.000 rồi. Rồi cái màu này chị thấy cũng rất là dễ thương các bạn nè. Rồi màu trắng, bò sữa trắng nâu. Bò sữa trắng nâu. Đây các bạn thấy không? Thường là mấy em mà đốm đốm hai màu gì các bạn sẽ thấy dễ thương hơn đúng không? Đó, bò sữa trắng nâu. Rồi được chưa cả nhà? Hunter Bia là cho xuống được rồi cả nhà ha. Chị
thiệt á, mỗi lần like hunter là rất là hồi hộp, các bạn biết sao không? Sợ nó chạy ra các bạn. Sợ chạy ra lắm. Mê cung là mấy ảnh chơi cũng hoa đã rồi nè. Nguyên lúc đầu vô là quá trời trong mê cung các bạn thấy không? Rồi. Rồi bây giờ cho hunter bia xuống nha, bây giờ cho hunter khác lên cho các bạn xem nha. Cho em một cái nha. Thùng Mika bỏ mấy em Windows vô đi. Rồi các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có đặt câu hỏi gì, các bạn đặt câu hỏi nha. Thì bây giờ là cám cho thỏ là chỉ có hai loại, để chút xíu là chị sẽ lấy các bạn xem. Bây giờ có cỏ khô alfalfa là 60.000 một gói ha. Thức ăn cho thỏ thì bên chị sẽ cho ăn vừa cám vừa cỏ. Cỏ khô alfalfa là 60.000 gói. Còn cám cho thỏ thì có loại là 80, có loại 169.000 các bạn nha. Rồi bây giờ sẽ lấy cho các bạn xem mấy cái loại thức ăn cho hamster này các bạn. Cái loại thức ăn hamster thì đây. Đây là kê chùm nè. Nhiều bạn hay thích cho nó ăn kê chùm á các bạn. Kê chùm rất là dễ thương mà mấy bé cũng ghiền ăn lắm các bạn nha. Gói như thế này có 15.000 gói thôi nè. Đó. Rồi. Các bạn mà đặt hàng thì bên shop mình là vẫn có giao hàng bình thường các bạn nha. Bên shop mình là vẫn có giao hàng bình thường cả nhà nha. Rồi, đây. Này là xíu giới thiệu đi. Một hũ hướng dương hạt lớn như thế này giá có 40.000 thôi nha. Bây giờ là bạn nào mà muốn đặt đồ ăn cho hamster thì các bạn xem cái khúc này của mình nha. Để mà đặt hàng nè. Đây đồ ăn hamster hũ hướng dương hạt lớn vậy là 40.000. Còn một cái hũ hướng dương hạt nhỏ như thế này giá có 31.000 thôi các bạn. Đó, các bạn thấy rất là rẻ không? Gói sâu gì nè, sâu rang bơ. Gói sâu rang bơ như thế này là 10.000 các bạn ha. Đó. Cái gói nhỏ nhỏ về 10.000. Yến mạch này các bạn nè, yến mạch cũng 10.000 gói ha. Rồi mình có gì đây? Hoa đậu bí ha, hoa đậu bí 15.000. Đây là hoa hồng kỷ tử các bạn nha, 15.000. Mè đen 15.000 một gói ha. Đâu. Kẹo trái cây 10.000 nè. Mực sợi. Rồi mấy bé hamster cực kỳ ghiền ăn món này, 15.000. Đó, giới thiệu cho bạn một mớ đồ ăn đặc nè. Cống vitamin 10.000 ha. Phô mai gói nhỏ vậy là 20.000. Đây. Kỷ tử các bạn, kỷ tử là thảo dược, dạng thảo dược ăn để tăng sức đề kháng này kia đó, 10.000 nha. Rồi hướng dương gói nhỏ thì 10.000. Nên các bạn thấy là các bạn mua hũ lớn rất là lợi không? Nên các bạn mua luôn hũ lớn thì các bạn rẻ hơn nhiều. Đó, yến mạch, sâu. Đây. Sâu thì có hai loại các bạn. Sâu thì có là sâu hũ lớn gì nè các bạn nè. 85.000 hũ sâu rang bơ các bạn nha. Đó, các bạn đặt hàng nào thì các bạn nhắn cho mình nha. Sâu hũ này là 55.000, sâu hũ nhỏ nhưng mà con lớn nha. Hũ lớn thì con nhỏ, trời ơi. Mỗi lần mà đặt hàng là rất là dễ lộn. Rồi cà rốt các bạn, hamster gấu cực kỳ thích ăn cà rốt nha. Cái hũ này nó thơm lắm các bạn, có 35.000 hũ này à. Châu chấu sấy 62.000 các bạn nha. À, trái cây sấy dẻo 35.000. Nói chung là còn nhiều nữa các bạn. Các bạn muốn xem thì các bạn lên trên betsin.net đó nha. Còn nhiều loại cho nó nữa các bạn nha. Rồi giờ cắt đồ ăn vô nha. Hôm nay sẵn ngồi đem ra giới thiệu các bạn, để các bạn nào mà đặt hàng online các bạn, các bạn đặt cho nó dễ các bạn nha. Còn trong cái hũ ngũ cốc thần thánh là nó cũng có nhiều loại rồi. Đó, còn các bạn nào mà cưng á, các bạn có thể là mua thêm mấy cái đồ ăn đó. Trong này là có ngũ cốc giống như cơm như thế này nè. Rồi có yến mạch nè, có hạt cam láng ba khía rồi nè. Có mực sợi, hoa hồng, kỷ tử, táo đỏ trong đây rồi nha. Nhiều loại nè, được tặng thêm gói cám và protein nữa các bạn ha. Đó, hũ này 100.000 để cho các bạn nào đặt hàng cho dễ nha các bạn nha. Rồi bây giờ tới hamster Winter Wild ha. Winter Wild lên các bạn. Rồi bây giờ đến một cái dòng hamster bé bé xinh xinh. Bạn nào mà không có thích cái size mà lớn như vậy thì các bạn sẽ nuôi Winter Wild nha. Giờ đến mình dẹp xuống. À có cái này. Này mới nãy lấy ra nhưng mà chưa giới thiệu các bạn. Cái này là hũ là men Bacillus ha. Cái này là nó có công dụng là hỗ trợ tiêu hóa nè, tăng hệ miễn dịch nè, giảm mùi hôi phân nước tiểu nè. Các bạn khi mà cho hamster hoặc là mấy nhím, nói chung mấy thú cưng nhỏ các bạn, mỗi lần cho ăn các bạn rắc cái này vô rất là tốt ha. Thì bên mình là sử dụng cho shop cũng nhiều, với lại bán cho khách rất là nhiều ha. Đó thì cái này, hũ này 150 một hũ, các bạn sử dụng rất là lâu nha.
Đó, mua cái này thì không có sợ bị tiêu chảy hay gì hết. Rồi, bây giờ cất bớt đồ. Rồi các bạn ơi, bạn nào mà thích một em hamster gấu, bây giờ nhắc lại một lần cuối cùng nha. Bạn nào mà thích một em hamster gấu được tặng quà thì các bạn nhớ là chia sẻ cái livestream này và để lại ba số điện thoại cuối nha. Thì cuối livestream là mình sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng cho các bạn nha. Rồi đây cả nhà ơi, ở đây là một cái bộ, ở đây các bạn thấy là đây là một bộ lồng nuôi hamster thùng Mika ha. Đó thì giá cũng rất là mềm luôn, mà mình đây là mình set up cho các bạn một bộ này. Để mình bỏ cái này xuống để đây các bạn có thấy trên màn hình không các bạn? Các bạn thấy không? Để chị đọc bình luận của cả nhà nha. Rồi các bạn ơi, bạn nào tham gia mini game thì mình nhớ là chia sẻ livestream nha. Chia sẻ livestream trước rồi xong đó là hả, mình chia sẻ livestream, sau đó mình để lại ba số điện thoại cuối. Thì những bạn nào mà chia sẻ thành công thì hiện lên cái chữ người chia sẻ trên cái nick của mình đó các bạn. Anh quay cái đèn này nè, qua bên em chứ được không? Cái đèn trên này. Rồi, làm quay. Ủa sao anh quay như nó ra ngoài á? Rồi ok, sáng rồi. Rồi các bạn ơi, mèo anh hả các bạn? Mèo anh thì là khoảng tuần sau á là có mèo anh luôn các bạn. Khoảng tuần sau có mèo anh nha. Rồi. Trời ơi, điện thoại gì đó mà nó cứ lên bình luận không đủ gì hết. Chuồng, nói chung là mấy cái chuồng nãy giờ giới thiệu là nuôi bia, nuôi đồ được hết các bạn nha. Đó, thì mình thấy một chị hỏi mình là chuồng này nuôi bia được không. Rồi ok. Rồi bây giờ mình tiếp tục like Hamster Window Wide cả nhà nha. Đây, đây là thùng Mika. Thì thùng Mika các bạn biết đặc điểm nó sao? Ba mặt này là màu trắng Mika lá phong. Lá phong thì nói chung là làm nổi bật lên những cái món đồ chơi của các bạn nè. Các bạn thấy không? Ở trong đây á, ở trong đây của chuồng của mình là mình có thiết kế là mình để một cái nha. Cái này các bạn. Cái này là hả, gọi là 3 4 trong 1 luôn á. Các bạn có thấy đây có cầu thang không? Đây cho bé đi lên. Ở đây là có một cái chén ăn nè. Đó, tập thể dục lên đây tập thể dục mới ăn được nha. Để này qua đây đi. Đây các bạn xem nè. Mấy bé hamster là phải leo lên đây tập thể dục một lượt hết rồi mới lên đây mới có chén ăn nha. Đó, là muốn ăn là phải tập thể dục là cho nó giảm mỡ bớt ha. Rồi đây có bình nước này các bạn nè. Đó, rồi hả, đây có nhà ngủ luôn đây. Thì cái này là thiết kế cũng rất là dễ thương, rất là hay ha. Cái này gọi là cái gì đây ta, giống như là cái vạn lý trường thành đó các bạn. Đó, đây để giày mấy em hamster chui đây ngủ rồi lên đây ăn, tập thể dục lên đây ăn, đây uống nước ha, thì rất là tiện luôn. Ở trong lồng này thì mình thiết kế là có một cái sợi dây đá mài răng này các bạn nè. Các bạn nuôi hamster là các bạn phải có cái dây đá mài răng như vậy này các bạn nha. Tại vì mấy em này nó thuộc dạng gặm nhấm các bạn, răng nó thì mọc dài liên tục. Cái sợi dây đá mài răng này thường 18.000 một cái đó. Cái này tại vì mình treo vô đây rồi đó. 18 cái các bạn cho mấy bé nó gặm nó cắn bớt ha. Rồi cái quay vậy. Trời ơi, nhiều em đang chơi đây các bạn. Đang chơi bắt ra đó, các bạn thấy dễ thương không? Ở trên đây là có hai em màu sóc. Hai em màu sóc Winter White thì giá là 100.000 một bé các bạn nha. Còn ở dưới là có một em trắng sọc mắt đen thì giá 150.000. Đó, mỗi em thì sẽ có mỗi giá nha. Trời ơi, các bạn thấy cưng ghê chưa? Rồi các bạn thấy em dễ thương quá thì các bạn hãy thả tim cho em các bạn nha. Rồi. Rồi bạn nào á, các bạn nào thì mình các bạn ủng hộ mình bằng cách là cho mình một like trên cái livestream này nha. Rồi ủng hộ tinh thần cả nhà ha. Rồi các bạn thấy dễ thương không? Ở đây thì thùng Mika là mình có thiết kế rất là nhiều mẫu các bạn. Thiết kế rất là nhiều mẫu. À và các bạn ơi, thì hôm nay là mình hứa với các bạn là trên livestream này bạn nào mà có chia sẻ livestream á thì mua hamster thì bé thứ hai được giảm giá 50% nha. Nên là bạn nào muốn mua hamster thì các bạn có thể là để lại số điện thoại đặt hàng cho cửa hàng mình để mình giao cho các bạn ha. Đó, bạn nào chia sẻ livestream á thì là mua hamster được giảm giá 50%. Và bạn nào muốn tham gia mini game á thì mình chỉ cần là gì nè.
chia sẻ livestream và để lại 3 số điện thoại cuối ha, thì có cơ hội nhận được một em Hunter bia miễn phí các bạn nha. Đó. Còn bây giờ là trên tay mình là đang mấy em Hunter Winter Wild, rất là dễ thương luôn. Nó hiền lắm các bạn. Rồi các bạn coi đây. Bắt đu lên cái chuồng. Đây các bạn, dễ thương các bạn, thấy không? Rồi cảm ơn cả nhà thả tim rất là nhiều nha. Đây các bạn thấy không, Winter Wild nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh thôi. Nuôi lớn lên trưởng thành thì khoảng cỡ gấp đôi trên tay mình các bạn nha. Đó. Rất là hiền. Nãy giờ mình giới thiệu các bạn toàn những dòng Hunter hiền không nha. Đây còn em này là em Hunter màu sóc. Hai em màu sóc giá 100 ngàn một bé nha. Các bạn ơi, bây giờ nuôi Hunter cực kỳ là sạch sẽ nha các bạn nha, không có hôi đâu các bạn. Các bạn nuôi Hunter này, những các bạn nào mà nhà không gian nhỏ các bạn cũng có thể nuôi được nữa. Đó, những bạn nào mà không gian nhà nhỏ các bạn vẫn có thể nuôi được ha. Thì hả, tại vì hả nó dễ chăm sóc các bạn nè. Nhỏ gọn, các bạn có thể để một góc ở trên bàn các bạn á. Đó, rất là dễ nuôi, không có cần cầu kỳ các bạn. À, không gian thoáng mát chút là các bạn nuôi được rồi. Đó. Các bạn thấy mấy em không? Rồi còn cho ăn cho uống thì rất là dễ các bạn nha. À, cho ăn cho uống. Đây, cái vụ gì trong đây xảy ra đây? Gì vậy con? Nó có làm gì con đâu, cũng có một con lao rồi vậy. Hình như em này hồi bữa trước trên livestream trước mình cũng có đem ra nè. Em này là cũng chuyên gia là gọi là chuyên gia ăn vạ đó các bạn. Cũng thường xuyên la. Đó. Đây các bạn. Đây là em vàng chanh lợt nha, vàng chanh này không được động lắm thì em này giá cũng chỉ có 150 thôi các bạn. Các bạn thấy cưng không? Rồi giờ cho hai em này vô nha. Đây là cái quay cho Hunter. Thì cái quay này cái size nó cũng lớn nha các bạn nha. Quay này size lớn giá 85 ngàn, có đế có quay luôn ha. Rồi. Ở đây mình có một cái nhà tắm hà mã trong suốt. Hồi bữa trước mình có giới thiệu các bạn á. Đây là nhà hà mã con nha các bạn nha. Mình còn một con hà mã mẹ nữa, rất là to luôn. Rất là dễ thương ha, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Này bỏ cát tắm vô cho mấy em tắm nha. Hunter nuôi cực kỳ dễ các bạn nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cái màu phổ thông nhất cho các bạn. Đó là màu trà sữa. Đây nhiều bạn hay hỏi mình màu trà sữa là màu nào nè. Bây giờ để mình bỏ nó lên cái quay á cho các bạn dễ nhìn nha. Bỏ lên trên tay mình á các bạn khó nhìn lắm. Bỏ lên cái quay nó vừa đẹp mà các bạn vừa dễ nhìn nữa. Rồi các bạn nào thích bé nào các bạn để lại số điện thoại nha. Các bạn để lại số điện thoại để chốt đơn nha. Ủa cái gì vậy? Các bạn để lại số điện thoại để chốt đơn nha. Các bạn ơi, các bạn hãy cho mình một like của cái livestream này nha. Rồi đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bé trà sữa. Cho hai em lên chơi luôn đi ha. Thôi cho hai em lên. Giống lúc nãy cho dễ thương ha. Đây các bạn ơi, đây là em hai em Hunter trà sữa nha. Thì giá một em chỉ có 80 ngàn thôi. Bữa nay trên livestream này, bạn nào chia sẻ livestream á, thì khi mà các bạn mua Hunter á thì sẽ được giảm giá 50% nha. Cho bé thứ hai, tức là bé đầu tiên giá bình thường, bé thứ hai sẽ được giảm giá 50%. Đó, thì giá một cặp này là như ta. Trà sữa thì cặp có 160 à. Bé thứ hai được giảm 50% là còn có 120 một cặp thôi đó. Đó, các bạn nhớ, các bạn chớ chia sẻ livestream nha. Rồi để lại số điện thoại để mình chốt đơn cho ha. Đó các bạn thấy, Hunter dễ nuôi lắm các bạn ơi. Đồ dùng cũng đơn giản nữa. Đó các bạn thấy không? Đó, chạy. Rồi, màu trà sữa được chưa cả nhà? Đó, màu này là màu phổ thông nhất ha, giá mềm nhất. Rồi, bạn nhưng mà trà sữa cái là mắt đỏ các bạn nha, mắt đỏ nha. Rồi bây giờ bạn nào thích trà sữa nhưng mà mắt đen. Các bạn nào không thích mắt đỏ, thích màu trà sữa nhưng mà thích mắt đen thì có em này. Em này trà sữa mắt đen cả nhà nha. Em này trà sữa mắt đen các bạn thấy không? Thấy trà sữa mắt đen không? Rồi, bé này giá là 100 100 mấy anh, em quên rồi. 120. Lộn không? Em này giá 135 ngàn nha các bạn nha. Rồi. Rồi trà sữa mắt đen giá 135 nha. Rồi được chưa? Rồi được đây ha. Trà sữa mắt đen thì nói chung là hàng cũng ít các bạn nha. Còn các bạn muốn mắt đen nhiều thì có màu sóc đó các bạn. Màu sóc là mắt đen là rất là nhiều. Rồi màu trắng sọc mắt đen ha. Đó. Đó thì em này giỏi không? Nhỏ xíu mà chạy cái quay bự không? Hunter các bạn đừng có nghĩ là nuôi cái lồng nào mà vừa cái cỡ người của con Hunter nha. Hunter là cái lồng càng rộng rãi càng thoải mái các bạn nha. Tại vì nó chơi rất là nhiều các bạn ha. Đó. Nguyên một bộ để mình cho các bạn xem lại cái bộ này setup này giá bao nhiêu nè. Nguyên một setup này
Đó, các bạn nào mà muốn nuôi các bạn đặt nguyên cái setup này mình ship cho các bạn luôn cho nó tiện cũng được. Đây các bạn, cái setup này các bạn thấy được không? Cái setup này, cái lồng đồ dùng mình coi giá là 358.000 đó. Cái setup này là giá 358.000 nha. Có là cái nhà ngủ trong đó nè, rồi có cái nhà tắm trong đó nè, có cái quay nè, các bạn thấy không? Có dây đá mài răng nè, đó có bình nước, đó chén ăn đồ này kia trong đó hết luôn, cầu thang để đi lên luôn. 358.000 ha, đó là cái lồng này, cái setup lồng này 358.000. Bạn nào mà muốn mà đặt thì các bạn có thể đặt cho mình cái setup này nha, cái setup lồng Mika này các bạn. Các bạn thấy lồng Mika là nhìn rất là sáng không? Các bạn nuôi hamster nhìn nó rất là nổi bật các bạn nha. Giá thì rất là mềm ha, nói chung là giá một cái bộ này nó sẽ tùy thuộc vào một cái mấy cái đồ dùng bên trong các bạn. Thì cái này là mình có nhiều nốt giá lắm. Hồi mới nãy là mình có setup mấy bộ là 200 mấy có, 300 hơn có, rồi 350, 450, 700 mấy cũng có. Thì mắc hơn nữa cũng có các bạn. Nói chung là tùy phụ kiện bên trong các bạn ha. Trời ơi, các bạn. Rồi bây giờ ha, Hunter Winter Wild. Được chưa cả nhà, Winter Wild là mình báo giá hết rồi ha. Ở đây là mình có một con vàng chanh lợt á, thì là màu vàng chanh lợt á thì giá là 150. Mấy cái bé, nói chung là Hunter bên shop mình rất là nhiều nha. Ở đây là một số đại diện nha, bia cũng vậy, Winter Wild cũng vậy. Thì hả, màu trắng sọc mắt đen. Trắng sọc mắt đen thì giá là 150 nha. Đó, báo giá lại, chốt giá lại cho các bạn xem một lần nữa nè. Đây, em trắng sọc mắt đen này nè. Em này, đó các bạn thấy không? Trắng sọc mắt đen như thế này giá 150 ha. Rồi, trắng sọc như vậy mà mắt đỏ các bạn nha thì giá chỉ có 120 thôi. Ở đây thì mình không có thấy em nào trắng sọc mắt đỏ hết. Rồi, màu sóc thì 100, màu trà sữa thì 80 ha. Thì nói chung là đại loại nó là như vậy đi. Rồi, cho xuống cái này luôn ha. Các bạn đợi mình một tí nha. Bây giờ là mới nãy là có giới thiệu các bạn thức ăn rồi ha. Thức ăn, rồi chuồng nuôi. Chuồng nuôi giống như mới nãy mình giới thiệu các bạn. Rồi sau đó là cái gì ta? Lót chuồng. Lót chuồng thì đơn giản lắm các bạn ơi. Một gói lót chuồng thì khoảng cỡ từ 25.000 đến 45.000 một gói. Nói chung có nhiều loại các bạn. Còn cát tắm thì là 12.000 gói. Đó, nói chung nuôi vậy thôi là xong rồi đó các bạn. Nó rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ là mình giới thiệu cho các bạn các bé chó ha. Thì như hồi bữa trước là trên livestream mình cũng có giới thiệu các bạn rồi đó. Thì hôm nay á là mình còn ba em chó bu đồ đực, còn hai em cái là bán rồi ha. Giờ còn ba em bu đồ đực đó, giới thiệu cho các bạn. Đây các bạn ơi, bạn nào mà thích bu đồ thì các bạn rước em về nha. Các bạn có thấy không, có đủ cao chứ các bạn thấy chưa đó. Bắt ảnh ngồi trên cái ghế này mình cho lên đây nó cao hơn. Xuống luôn rồi các bạn, xuống ngồi nhìn mình làm rồi. Đây, chuẩn bị cho con lên đây, con ngồi cho nó cao lên như con. Chui đây hả? Chui đây được không? Trời ơi. Đây cả nhà. Đây đó, để sát màn hình thì các bạn thấy em hơi to đúng không, hơi to, nhưng mà nếu mà ôm cho người, các bạn ôm người sẽ thấy bé bỏng hơn nha. Thì phải để sát thôi cho các bạn dễ nhìn các bạn nha. Ôi, các bạn đợi dịch xíu nha. Ôi, cảm ơn các bạn đã thả tim nha, các bạn thả tim cho em đi. Các bạn ủng hộ mình bằng cách là bấm nút một nút like cho mình luôn với nha, ủng hộ mình với. Bạn nào mà mình chưa có like Trang á, các bạn nhớ bấm nút like Trang nha. 60.000 bạn thích Trang là sẽ có một khuyến mãi lớn nha. Và hôm nay đặc biệt bạn nào mà chia sẻ livestream để lại ba số điện thoại cuối á thì có cơ hội nhận được một em hamster bia trị giá 150.000. Còn bạn nào chia sẻ livestream á trong hôm nay á thì là khi mua hamster bé thứ hai sẽ được giảm giá 50% nha. Thời hạn là bao lâu ta? Thời hạn thì trong vòng 3 ngày sau khi livestream kết thúc đi các bạn nha. Đó, vậy đi cho nó dễ các bạn nha. Sau 3 ngày livestream kết thúc mà các bạn mua hamster thì bạn nào đã có chia sẻ rồi á thì sẽ được giảm giá 50%. Rồi.
bạn ơi. Các bạn ơi. Giảm giá 50% cho bé hamster thứ hai nha. Rồi. Đi cho cả nhà các bạn coi nha. Đây, đây là một em đực ha. Em đực này giá, nói chung là hôm bữa trước thì cũng có like cho các bạn xem một bữa rồi đó, nên là chắc là có bạn nào mà quen thì các bạn đã biết rồi ha. Em này giá là 4,5 triệu cả nhà nha. Các bạn coi đặc điểm của em nè. Hai cái tai màu nâu rất là xinh luôn. Đó, hai cái tai màu nâu. Màu ở thì màu trắng kem. Đó. Nhưng mà hai lỗ tai là màu nâu nè, giống như là mình đi nhuộm á các bạn. Đó, thì nói chung là bu đồ màu nâu đỏ thì các bạn thấy nhiều rồi, cái màu này thì ít thấy hơn ha. Thì giá bé này cũng rất là mềm, các bạn dễ nuôi. Và đặc biệt thì trong cái đợt dịch này thì shop có tặng kèm gói bảo hành sức khỏe luôn nha. Em này thì ăn cơm được rồi, ăn hạt được rồi, là nói chung ăn uống là cứng lắm rồi đó. Và các bạn nuôi rất là dễ nha các bạn nha. Tên tên tên. Rồi, bé này 4,5 triệu. Trời, được chưa nè. Để ôm xuống cho các bạn xem nè, so với người mình này nha. Đó, bé nó cũng bé xíu rồi nha các bạn nha. Nó cỡ đây nha. Đó, so với người, khi ôm như người thì nó cỡ đây các bạn nha. Còn để sát màn hình nên các bạn thấy nó. Chào mấy anh mấy chị đi con. Con chào mấy anh mấy chị nha. Các bạn biết sao không? Nhiều bạn hỏi mình là các bạn sợ nuôi poodle rụng lông, nhưng mà thật ra là không có rụng lông các bạn nha. Poodle là giống chó là không có rụng lông các bạn. Rồi, em thứ hai các bạn. Em poodle thứ hai này các bạn nè, em này cũng là em trai luôn nha. Hôm nay là mình chỉ toàn là con trai được thôi nha. Đó, bạn nào có điều kiện nhiều thì các bạn trong mùa dịch này các bạn nuôi một em chó poodle vậy nè. Poodle được cái là chó thông minh thứ nhì thế giới nên là rất là dễ thương, dễ dạy. Dạy làm xiếc các bạn, dạy khiêu vũ này kia các bạn. Đây cục cưng. Đây cục cưng này đây. Cục cưng này. Đó, giá cũng 4,5 triệu thôi các bạn nha. Đây cục cưng này giá 4,5 triệu luôn. Tên tên tên. Đó, mũi đen, mắt đen. Rất là dễ thương, lông thì lông màu kem, lông rất là dày các bạn nha, lông rất là dài luôn. À các bạn hỏi Alaska hả? Alaska thì hả, nói chung là có chó, nói chung là hồi bữa chỉ có bé Mát với bé Mây các bạn. Đó, ít bữa nó đẻ ra, các bạn nào mà muốn nuôi thì chờ chị nha, sang năm. Sang năm là sẽ có chó con. Rồi. À nhím đi hả? Bạn nào nói chị là la nhím hả? Nhím thì bây giờ chị còn màu trắng với màu cam mà các bạn. Màu trắng thì 230, màu cam thì giá là nhiêu ta? Màu cam là giá 350. Có một bé màu cam pha với màu sô-cô-la một chút xíu thì giá 300. Rồi các bạn coi người mẫu nè. Được chưa cả nhà? Rồi bây giờ bé này xuống nha. Bé này 4,5 triệu nha. Đó. Bây giờ các bạn nhớ nha, trong mùa dịch này thì chị có tặng kèm có bảo hành sức khỏe cho các bạn luôn. Thì tại vì là hả, các bạn mua ship hàng cho các bạn thì trước khi mà giao hàng, trời dễ thương quá các bạn ơi, anh mới quay mặt qua nhìn kìa. Trước khi giao hàng cho các bạn thì sẽ quay phim video call này kia cho các bạn hết. Thì chó có tại cửa hàng hết thì các bạn yên tâm nha. Đó. Trước khi giao dịch này kia sẽ quay phim này kia hết. Thì nói chung là thường ở trong, nói chung là khi các bạn mua bé chó nè, trên 4,5 triệu thì sẽ được free ship trong nội thành các bạn nha. Đợt này đang có chương trình đó các bạn. Ở trong nội thành á thì là bạn nào mà mua đơn trên 1,5 triệu thì được giảm 50% phí ship. Còn bạn nào mua đơn trên 2,5 triệu á thì được giảm 100% phí ship trong nội thành nha. Đó thì các bạn mua đơn nhiều nhiều luôn thì sẽ được free ship ha. Đó, cục cưng này dễ thương quá cả nhà ơi. Cả nhà hãy cho con một like nha. Nhớ nha cả nhà ơi. Dễ thương quá ha. Trời ơi, giống như gấu bông quá à. Rồi cho em thứ ba lên. Bây giờ đến em này là em cuối cùng. Các bạn thấy em này sao các bạn? Đây. Nó có gì khác biệt so với hai em trước không các bạn? Nãy giờ các bạn nào mà quan sát kỹ thì các bạn sẽ thấy là nó sự khác biệt rõ rệt ha. Em này size rất là nhỏ các bạn.
size nhỏ so với hai em nãy rất là nhiều luôn. Ở bên đây các bạn thấy là em kia mà nó ngồi trên đây là nhìn nó rất là to đúng không? Em này ngồi đây nhìn nó cũng rất là nhỏ luôn. Đó. Này đặc biệt là em này á, hai cái lỗ tai nó rất là đậm màu các bạn. Ở phía trước trán nó có một cái chùm lông màu trắng nữa. Trên livestream thì nó xem ánh sáng này kia nhiều thì các bạn sẽ hơi khó thấy một chút xíu á. Nhưng mà trước lông nó có lông màu trắng đó các bạn. Ờ nhìn cưng chưa? Đó, em này nhỏ xíu à. À, bé xíu siêu nha. Bé này bé đực giá 6 triệu các bạn nha. Các bạn ngắm em xíu đi nha. Đực này á, thì mấy bé này được chích ngừa một mũi hết rồi. Ăn á, thì là nói chung là các bạn nuôi chó bên cửa hàng vệ sinh của mình á, thì các bạn yên tâm. Tại mấy bé chó thì ăn uống cứng cáp khỏe mạnh hết rồi mình mới xuất chuồng cho các bạn. Thì ăn cơm, ăn hạt được rồi mình mới bán ha. Chứ bên mình không có bán chó non, không có bán chó dạng như là mới chỉ tập ăn cháo hay này kia gì đó. Thì nói chung là các bạn nuôi mà cái độ tuổi nó cứng cáp gì các bạn nuôi nó sẽ dễ hơn, nó ít có bị mấy cái bệnh lặt vặt này kia hơn, các bạn dễ nuôi hơn. Đó, với lại bên mình là đợt này có tặng kèm có bảo hành sức khỏe luôn. Đó thì quá thoải mái rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên shop bay cho các bạn coi nha. Nãy giờ bạn nào hỏi chị shop bay thì bây giờ có shop bay nha. Chuẩn bị lên shop bay cho các bạn ha. Bạn nào mua hàng thì các bạn để lại số điện thoại nha. Thôi cho ảnh lên đến ngồi chơi xíu đi, chưa có người cất. Rồi đợi coi, để chị coi thử cả nhà hỏi gì chị nha. Bạn ơi, mình thấy một số bạn vẫn còn đang tham gia mini game nè. Các bạn tham gia mini game á, các bạn nhớ là chia sẻ livestream nha. Bạn nào mà chia sẻ livestream thấy cái nick của mình nó hiện lên chữ người chia sẻ rồi á thì các bạn đã chia sẻ livestream thành công. Còn các bạn nào mà mình để lại số điện thoại không thì không có hợp lệ để tham gia mini game nha. Hiện tại á thì thú cưng á các bạn thì chỉ ship ở các tỉnh miền Tây được thôi. À, mùa dịch thì chỉ có ship một số tỉnh miền Tây được ha. Còn như mấy tỉnh như Đồng Dương, Bình Dương, Đồng Nai đồ này kia đồ này chị không ship được luôn các bạn. Không có đi được ha. Còn hả, cái nào ship được thì mới báo ship được cho các bạn nha. Còn hàng hóa thức ăn này kia thì ship đi đâu cũng được hết các bạn nha. Nói chung là ship tỉnh xa thì hả, thanh toán đối với thú cưng nha các bạn nha, thanh toán thì chuyển khoản hết trước. Rồi. Còn đối với lại đồ dùng á thì là đi tỉnh á, khách nào mà quen rồi thì khỏi phải chuyển khoản, còn khách nào mà mới mua lần đầu các bạn, mới mua lần đầu thì thanh toán là cọc phí ship hoặc là chuyển khoản hết các bạn nha. À, nhiều bạn là nghe tới chuyển khoản là không có dám chuyển khoản, tại các bạn mua hàng trên mạng là bị lừa cũng rất là nhiều đúng không? Nhưng mà để chị chỉ cho cách các bạn phân biệt các bạn mua ở những nơi nào uy tín này kia như thế nào đó, thì tại vì cửa hàng của chị thì là nếu mà các bạn xem Facebook ha thì thành lập á là năm 2013 rồi. Đó là thời gian hoạt động rất là lâu rồi các bạn nha. Không có phải là và hoạt động xuyên suốt các bạn nha, chứ không phải là năm 2013 đăng lên một bài rồi xong là đến năm 2020 mới hoạt động lại nha các bạn nha. Nên là hoạt động là bây giờ là 8 năm rồi đó các bạn. 8 năm rồi nên là các bạn là yên tâm ha. Với lại cái thứ hai các bạn coi cái gì? Shop Vệ Sinh của chị á là ngoài kênh Facebook ra là còn có cái gì nữa? Có kênh YouTube nè, có kênh YouTube nè, có website nè. Rồi đó thì những cái kênh đó địa chỉ là đồng nhất hết, là đều là 730 Lê Đức Thọ hết các bạn nha, chứ không phải là hả nhiều cái trang các bạn, nhiều cái trang á nó lừa các bạn á. Facebook nó vậy đó, rồi nó cũng đưa cho các bạn một cái website luôn, một cái Facebook nữa luôn, có địa chỉ này kia cụ thể luôn. Các bạn thấy nó có địa chỉ rồi mình không có sợ, nhưng mà thật ra các bạn biết sao, địa chỉ nó một nơi, website địa chỉ một nơi, số điện thoại một nơi, nói chung là nó gọi là nó hoàn toàn khác nhau luôn đó. Còn như chị là ngày nào chị cũng lên chị livestream, nói chung là mỗi tuần chị đều lên livestream với các bạn hết ha. Rồi có địa chỉ, có website và những cái đó thì đều hoạt động xuyên suốt nhiều năm nay, nên các bạn đừng có sợ là gửi hàng mà gửi tiền mà không có gửi hàng cho các bạn nha. Tại vì nó thật ra là những cái đơn hàng và có vài trăm ngàn hoặc mấy triệu thì cũng không có đáng gì để mà phải ấy đó các bạn, nên là mất uy tín, nên các bạn đừng có sợ cái vụ đó bên shop vệ sinh của chị nha. Còn tất nhiên là tại vì còn ví dụ như các bạn mua trên Facebook, các bạn mua của một cá nhân này kia đó, thì tất nhiên là các bạn đâu có biết là người ta ở đâu hoặc là
người ta như thế nào đâu, thì tất nhiên mà mình chuyển khoản trước thì mình rất là sợ đúng không? Còn ví dụ như các bạn mua của shop uy tín hoạt động lâu năm thì các bạn là yên tâm về vấn đề đó ha. Các bạn nhớ nha. Thật ra là tại vì cái đó những gì chị nói là kinh nghiệm của chị bản thân, chị mua hàng trên mạng các bạn bị lừa rồi chứ không phải là không bị lừa. Thì chia sẻ kinh nghiệm, và sau khi mà mình rút ra được kinh nghiệm rồi á, thì là mình thấy là nên mua hàng ở những nơi uy tín, và mình kiểm tra cái độ uy tín của cửa hàng đó, thì qua những cách mà chị nói các bạn ha. Đó chứ lại các bạn nhiều khi á, đúng là nhiều bạn là nói là nghe đến chuyển khoản trước là không có dám chuyển khoản các bạn. Còn ha, đồ dùng các bạn, đồ dùng á thì nói chung là đi ship về tỉnh đó các bạn. Tại vì sao phải cọc phí ship trước? Tại vì tỉnh đó các bạn, phí ship nó cao quá các bạn. Mà hả, nhiều bạn á đặt hàng rồi mà không lấy hàng các bạn, là phí ship mà ship về ngược lại á nó gấp đôi luôn các bạn. Thì tất nhiên là người mình ship cho các bạn rồi mà các bạn không lấy hàng thì phải trả về, thì tốn thêm lần tiền ship nữa. Nên là phí ship nó cao hai lần, nhiều khi bán đâu có lời bao nhiêu đâu các bạn. Mà hai lần tiền ship không có chịu nổi, nên là phải cọc phí ship để cho các bạn là chắc chắn lấy ha. Các bạn có trách nhiệm là mình đã để tiền ra rồi thì các bạn có trách nhiệm là các bạn lấy hàng ha. Đó. Còn những khách hàng nào quen thuộc rồi, đã mua nhiều lần bên shop rồi thì những lần sau không có cần cọc phí ship gì nữa các bạn nha. Rồi, đây là shop bay. Con này cũng thuộc dạng là baby, 1,5 đến 2 tháng tuổi các bạn nè. Thì giá nó tầm là 1,5 triệu đến 1,6 triệu một bé ha. Hiện tại giá là 1,5 triệu đến 1,6 triệu. Thì các bạn biết sao không? Một số bạn á là khi mà mình giao shop bay cho các bạn á, mình giao shop bay cho các bạn thì trước khi đi là mấy bé shop bay rất là hiền như thế này nè, nhưng mà khi đi về nhà các bạn là các bé sẽ khè, các bé sẽ kiểu như là khè nè, kiểu như nhát. Thì các bạn phải hiểu như vậy, các bé đi đường xa shop này kia các bé sẽ bị nhát. Với lại ở đây là mấy em này nó ở tập thể nha các bạn nha, nó tập thể ở đông, nó ở quen rồi, đi về xa có một mình nên bé sẽ nhát hơn. Nên những ngày đầu á các bạn chịu khó, những ngày đầu các bạn chịu khó, các bạn ôm vuốt bé nhẹ nhàng ha, để trong lòng các bạn, để trong lòng cho nó bình tĩnh lại đó, rồi các bạn hãy bắt nó ra nha, từ từ hãy bắt nó ra, chứ bạn đừng có một hai là phải bắt nó ra bằng được. Nó càng stress nhiều á các bạn, nó càng sợ nhiều, nó không có thân với các bạn. Thì ngày hôm qua là chị mới ship cho, ngày hôm kia chứ chị mới ship bé sóc bay cho về Đà Lạt cho Như không ta, đúng rồi, hình như chị quên tên em là Ni, tên Facebook là Ni á, không biết là Ni có đang coi livestream không. Thì chị ship cho em nó về, thì nói chung là hơi về lúc đầu nó cũng hơi nhát, nhưng bây giờ thân rồi các bạn, mới có một ngày hơn mà thân rồi, cứ chạy ra chân để đòi ăn ha. Thì sóc bay nó là dễ các bạn. Đây anh lấy ra hai con cho em thôi đúng không, lấy hai bé thôi mẫu thôi. Sóc bay là nó sợ ánh sáng nha các bạn nha. Các bạn nuôi nói chung là gọi là ánh sáng mà lâu ngày á, các bạn cứ chiếu vô ánh sáng trực tiếp mà cứ chiếu lâu ngày đó là nó không chịu nổi. Nên các bạn nuôi sóc bay các bạn cho nó có nhà ngủ thôi gì đó các bạn. Để mấy bé nó từ từ nó quen. Sóc bay là cái tiếng khè là bình thường các bạn nha. Các bạn đừng có thấy là sóc bay mà nó khè nó như này kia các bạn sợ quá. Không có sao á. Cái con ở đây thực ra là nó cũng rất là dạng lắm luôn rồi đó. Nó dạng rồi mới dám bắt nha các bạn nha. Còn con này mà nó thấy tay mình là nó bay tới nó cắn là thôi chị cũng chạy luôn á. Nó còn rất là nhát, còn cái này là kiểu như là nó dạng rồi các bạn nè. Bạn thấy không? Nó chỉ đứng lên tay nè. Đực 1,5 triệu cái, 1,6 triệu ha. Rồi. Đó, được chưa cả nhà? Đó, nói chung là đi các tỉnh miền Tây được, vẫn còn được các bạn. Đi Đà Lạt còn được. Đó. Còn hả, đi như sát bên như là Lâm Đồng, lộn sát bên như là gì ta, sát bên như là Đồng Nai, Bình Dương không đi được cả nhà, Bình Phước không đi được, không có xe đi được ha. Rồi được chưa cả nhà ơi? Đó thì livestream với các bạn là vậy nha. Bây giờ xong rồi anh nè, có muốn cho con gì lên không Nhiếm hả? Rồi cả nhà ơi, fan của Nhiếm bây giờ sắp tới Nhiếm rồi nè. Thỏ thì ngày mai sẽ về mấy bé thỏ mới các bạn nha. Thì có thể là chị sẽ up hình lên, hoặc là nếu không kịp thì bữa nào đó sẽ live stream lên giới thiệu cho cả nhà nha. Thỏ mai gì thỏ mới.
này cho nó cao đi ha. Cao luôn. Rồi, em nhím trắng. Càng. Rồi, các bạn ơi, thì ở đây các bạn thấy gì không? Rồi, cho nó cao thiệt cao luôn. Cao quá đứng không được hả con? Rồi, chỉ xíu thì cho em nó lên nha. Ý, rớt nha con. Đấy. Đó, đây là có cái đồ xúc nhím mà giờ lấy cái điện thoại xúc luôn. Đây các bạn, em này em màu trắng nha. Màu trắng vậy là 230 một bé nè các bạn nè. Đó, màu trắng vậy là 230 nè. Đó, em thì là nói chung là cũng không phải là quá nhát. Nói chung là cũng vừa vừa. Dạng quá thì cũng không gọi là dạng quá, tại vì cũng còn hơi xù gai nè. Nhưng mà cỡ này các bạn vẫn gọi là vuốt ve được các bạn nha. Vẫn vuốt ve được, từ từ nó sẽ quen các bạn. Còn mà nhím mà nó nhát á các bạn, là nó bé đó, nó không có giãn dai ra. Nó đứng cục giống như là cái là gọi là chi ta, giống như là cục chôm chôm vậy đó. Rồi, bé màu trắng này có 230 thôi nha. Đó, lúc đầu là chị vuốt vậy có thấy còn hơi ớn tay nè. Nhưng bây giờ là nó chịu rồi các bạn nha. Nó đỡ hơn rồi nè. Đó, các bạn mà thuần nhím là các bạn chỉ cần gì thôi. Các bạn chịu khó các bạn vuốt ve vậy thôi nè. Đâu có gì khó đâu các bạn. Đó, chịu khó vuốt ve vậy. Các bạn vuốt từ trên vuốt xuôi xuống. Chứ các bạn đừng có để tay vô miệng nó. Đừng có để tay trước miệng nó. Nhiều bạn vuốt dưới cổ. Rồi dưới cổ nè, sát cái miệng thì tất nhiên là nó bắt đầu nó tưởng đồ ăn hay là nó tự vệ là nó cắn rồi. Nói chung là nó gặm gặm á, chứ cũng không phải là cắn mà kiểu như là con gì cắn đâu nha. Đó, thì các bạn thấy không? Cũng rất là dễ nè. Đó, bé này chỉ có 230 thôi các bạn nha. Rồi, màu trắng, được chưa cả nhà? Đó. Nhím thì các bạn có nhiều cách bắt. Các bạn có thể là nấm một chùm lông lên bắt. À, luồn tay xuống bụng ha. Luồn tay xuống bụng là ở dưới bụng đó các bạn. Có một lớp lông mềm lắm đó nha. Đó, chị bắt lên nè. Nhiều bạn hỏi chị là nhím bắt có đau không? Thì nói chung là hả, nó đâu phải như cái lông như lông con hamster đâu, lông mịn đâu. Nó vẫn có gai. Các bạn mà chưa quen các bạn sẽ thấy hơi đau đau một chút xíu. Nhưng mà chị ôm được, chị bắt được, tức là nó không có gì là quá đáng hết. Nó cũng là bình thường thì mới ôm được bắt được. Còn kiểu như là đụng vô đau ơi là đau thì đâu có ai dám bắt, ai dám đụng đâu các bạn. Đó. Rồi. Bạn nào mà nhát quá thì thôi không chơi nhím được, không chơi sóc bay được nha, thật sự luôn á. Nhát quá không chơi được các bạn, nhát quá nuôi con gì nó hiền, thiệt sự hiền như nhiều khi con hamster mà nhiều bạn cũng sợ nữa. Sợ, nói chung mình thấy nó cái gì chút là sợ, nói chung mình phải dặn chút xíu các bạn. Không có gì hết á, nuôi thú cưng mà. Đó. Đó các bạn thấy không? Con gì rồi cũng huấn luyện được hết. Đây. Không, mà có một con chị hổng hận rất là sợ, các bạn biết gì không? Nếu mà nói đối với mấy con thú cưng á, có con sóc Himalaya các bạn. Nói chung nó tùy con, nhiều lúc hả mấy con sóc Himalaya nó vẫn còn tính gọi là tính hoang dã nhiều quá. Lúc nó vui vui thì nó ấy, nhưng mà nhiều khi á nó cắn mình cái mình không biết sao nữa. Nên là nhà chị có hai con nhưng mà cũng không dám đụng vô, tại răng nó rất là dài các bạn. Sợ lắm, sợ thiệt. để nuôi chơi thôi chứ không có dám ôm, không dám bế vậy các bạn. Nuôi chơi thôi. Rồi, anh cho em con nhím cam đi, em chưa có cho các bạn xem nhím cam. Chuẩn bị mini game cho nhà nha. Rồi, bé này bé nhím cam nè. Nè, nói chung là các bạn thấy á, đây, càng lớn á thì bé sẽ màu cam nó sẽ càng đậm hơn các bạn nha. Với lại trên đây ánh sáng rồi này kia nhiều thì cái màu cam các bạn cảm giác là nó sẽ bị lợt đi bớt. Nhưng mà mấy em này em màu cam thì các bạn sẽ thấy là con mắt nó nè. Mắt nó là màu đỏ các bạn nha, mắt đỏ. Còn ví dụ như mà các bạn thấy lông mà nó đậm đậm á, nhưng mà mắt màu nâu nâu á là nó không phải cam, nó là màu sô cô la. Đó, thì các bạn phân biệt hai cái đó nha. Em cam này thì giá là 350 các bạn nè. Đó. Ra được chưa? Em này thì cũng dạng quá rồi, em này thì hiền quá rồi. Em này hiền các bạn thấy không? Đụng tay vô bình thường nè, vuốt bình thường nè. Vuốt rất là bình thường nè các bạn thấy không? Rồi, cảm ơn các bạn thả tim nha. Rồi rớt con. Cảm ơn các bạn nhận bạn thả tim nè. Đó. Chào mấy anh mấy chị đi, ngồi xuống một xíu. Bắt ngồi. Rồi. Kỳ quá mà mày bắt ngồi, sao dễ dơ gì hết con. Sao trời bụng dơ hay á. Rồi. Đó, thả tim, trời ơi, mấy anh mấy chị thả tim cho em quá trời kìa. Em ngồi chút xíu cho mấy anh mấy chị coi nha. Đó, các bạn thấy không? Chị bắt được mà, các bạn đừng có lo là không có bắt được nha.
đó, ôm bé bình thường. Các bạn thấy lớp lông dưới là lớp lông mịn không? Lông dưới nó cũng giống như cái lông nó mặc của nó các bạn đó. Rồi xong nha. Rồi thôi bây giờ bắt thăm mini game đi ha. Nãy giờ chắc cũng nhiều bạn hồi hộp chờ đợi. Rồi bây giờ là trong vòng bây giờ trong vòng 3 ngày đầu tiên sau cái livestream này kết thúc nha các bạn. Bạn nào á mà hôm nay là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thì trong vòng 3 ngày thì bạn nào á mà đã có chia sẻ livestream rồi thì các bạn mua hamster thì mua con thứ hai thì sẽ được giảm giá 50%. Thì các bạn nhớ về hôm nay là các bạn chụp màn hình lại đi ha, là các bạn đã có chia sẻ livestream đi. Và để dành là đến 3 ngày sau á, là mình chỉ cần đưa cái màn hình của mình ra là mình đã có chia sẻ livestream rồi á, thì là lúc đó sẽ được giảm giá 50% cả nhà nha. Rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị bốc thăm may mắn. Các bạn đợi xíu. Gọi là xếp thăm nha. Xếp thăm. Rồi bây giờ shop nhắc lại một lần nữa là shop vẫn giao hàng, thức ăn, đồ dùng giao online bình thường các bạn nha. Thì các bạn chỉ cần gọi đến số hotline của shop thôi. Thì shop có để số hotline ở trên cái livestream này nè. Trên livestream này cũng có số hotline nè. Cũng như là trước cửa hàng cũng có luôn. Trên Facebook này kia cũng nhiều số điện thoại của shop á. Mình cứ cần đọc lại số điện thoại hotline cho các bạn đặt hàng không? Đọc lại cho các bạn một lần nữa đi ha. Có hai số 02873040479 và một số điện thoại nữa là 0344 đây 0344566869 các bạn nha. Đó hai số hotline đặt hàng các bạn nha. Thì đồ dùng thì dễ rồi, còn đối với thú cưng á, thì là trước khi giao thì mình sẽ quay phim này ghi lại cho các bạn ha. Còn bạn nào chọn bé nào trên livestream rồi thì ok, mình sẽ giao bé y chang trên livestream cho các bạn luôn nha. Rồi. Ở hôm nay cũng đông các bạn tham gia mini game quá nè. Rồi bây giờ mình nói thể lệ mini game nha. Thì hôm mấy buổi trước á, thì là tặng quà thì các bạn sẽ tự qua cửa hàng lấy quà. Còn bây giờ là dịch á, các bạn không có qua cửa hàng lấy quà được á, thì là mình sẽ ship hàng cho các bạn. Thì quà thì hamster là mình tặng, còn tiền ship thì các bạn chịu ha. Đó, thì các bạn nhắn địa chỉ mình tặng quà ha. À các bạn ơi, hamster thì sẽ không tặng đi tỉnh được các bạn nha. Hamster không có tặng đi tỉnh được, chỉ trong Sài Gòn thôi. Và bạn nào đã tham gia mini game rồi mà mình có cơ hội trúng á, thì mình có người nhà ở trong Sài Gòn thì mình có thể là nhờ người nhà mình nhận giùm đó, rồi khi nào hết dịch thì gửi về cho mình. Hoặc là bạn nào mà có người thân nào muốn tặng lại cho các bạn ở trong Sài Gòn của mình đó thì các bạn có thể tặng ha. Còn bạn nào trong Sài Gòn thì mình chỉ cần ship qua cho các bạn thôi nha. Rồi chuẩn bị. Rồi chuẩn bị bốc thăm nha. Các bạn ơi, bạn nào mà mình chưa có nhấn nút like trang thì mình nhấn nút like trang nha. Tại vì biết sao các bạn, 60.000 bạn thích trang thì sẽ có cơ hội gì? Cơ hội là shop sẽ làm một cái chương trình khuyến mãi lớn dành tặng cho các bạn nha. Cái thứ nhất, rồi với lại là các bạn nhớ thả tim cho mình, với lại bấm nút like cái livestream này giùm mình nha. Kêu gọi, nãy giờ kêu gọi ủng hộ quá trời luôn. Rồi, chuẩn bị bốc thăm. Bạn nào mà trúng mini game hôm nay các bạn nhớ để lại số điện thoại liền để mình xác nhận các bạn nha. Các bạn nào mình được đọc tên là các bạn mau chóng để lại số điện thoại nha. Bây giờ 1 2 3 số gì ra cả nhà ơi. Nguyên bắp 053. Nguyên bắp ơi. Nguyên bắp 053. Rồi Nguyên bắp để lại số điện thoại giùm chị nha. Nguyên bắp 053 để lại số điện thoại giùm chị nha. Đó, gọi điện xác nhận. Cái này thì sẽ giao hàng các bạn ha. Gọi điện xác nhận để giao hàng. Rồi còn khi nào Nguyên bắp không có trên livestream thì mình sẽ bóc lại số thăm của bạn khác. Đó, đợi Nguyên bắp một chút xíu nha các bạn nha. Rồi Nguyên bắp 053. Các bạn thấy là hôm nay mình like hamster, các bạn thấy là dễ nuôi các bạn. Thật ra là hamster rất là dễ nuôi nha. Ngày cho ăn một lần, tuần dọn chuồng một lần, nhỏ gọn, để đâu cũng được các bạn. Rất là dễ dọn vệ sinh nè. Rồi hả, nói chung là hamster được cái là nó năng động các bạn. Các bạn nhìn nó rất là đáng yêu ha. Người dân thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội và các để lại số mà.
Bữa nay chị bị có một cái trục trặc là không có nhìn thấy được các bạn bình luận cái gì đó nên để trả lời cho các bạn. Nên là nhiều bạn cũng thông cảm cho chị nha. Nên không có nhìn thấy được các bạn bình luận cái gì hết trơn á. Alo. Dạ. Bác ơi, vậy em có nhận quà không? Nhận quà mini game không? Thì chị ship qua. Dạ dạ. Nhận phải không? Rồi. Rồi có gì nhắn tin địa chỉ thì chị ship qua cho nha. Rồi rồi, cảm ơn em nha. Rồi chúc mừng em luôn. Rồi chúc mừng Nguyên Bóc hôm nay trúng thưởng các bạn nha. Rồi hôm nay là Nguyên Bóc may mắn. Bạn Nguyên Bóc cũng chơi mini game mấy lần rồi đó các bạn. Cũng có một đợt trúng thưởng mini game lần rồi đó. Fan cứng hả? Rồi đây còn nhiều thăm lắm thì hôm sau ha. Tại vì hôm nay chị cũng không có nhìn thấy bình luận của các bạn được. Thì hôm sau để chị sẽ tổng hợp là những bạn nào mà thường xuyên coi livestream, thường xuyên tham gia mini game á thì những bạn đó sẽ tăng lên 2 phiếu các bạn nha. Chị sẽ tặng cho các bạn 2 phiếu để có nhân đôi cơ hội trúng thưởng nha các bạn nha. Tại vì đã ủng hộ xem mini game của xem livestream của chị rất là nhiều thì cơ hội trúng sẽ cao hơn ha. Thì để hôm nay chị không có nhìn được, để hôm sau chị sẽ nhìn, chị kiểm tra lại một lần nữa. Bạn nào mà thường xuyên xem thì chị sẽ cho 2 cơ hội để trúng quà nha. Thì biết nào là ngày nào đó sẽ tới lượt mình, các bạn chỉ cần coi livestream của chị thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo nha. Các bạn ơi, cả nhà ơi, cố gắng giữ gìn sức khỏe mùa dịch nha. Mùa dịch này thì cố gắng là ăn uống những cái thức ăn mà tăng cường sức đề kháng á. Như nhà chị là đợt này là đang nấu nước trà xả nè, xả với gừng nè, uống để tăng cường sức đề kháng. Và mọi người nói là lúc nào mình cũng nên là uống nóng nè, rồi ăn nóng nè. Rồi hả, mình nói chung mình lúc nào cũng đeo khẩu trang. Xúc miệng nước muối các bạn, xúc miệng nước muối. Nói chung là làm sao cho cơ thể mình có một cái hệ miễn dịch mà mạnh mẽ để mà gọi là tự chiến đấu với lại bệnh các bạn ha. Thì khi mà cơ thể mình khỏe quá, virus nó tới nó không có xâm nhập được vào á, thì là coi như là cơ thể mình nó đề kháng tốt rồi các bạn nha. Các bạn ráng giữ cho sức khỏe rồi tinh thần lúc nào cũng lạc quan vui vẻ ha. Thì trong mùa dịch này mình biết là rất là nhiều bạn khó khăn, thì thôi các bạn cũng cố gắng nha. Rồi nói chung là mình ráng vượt qua được cái cơn đại dịch này nha. Rồi thì xin chào và tạm biệt các bạn nha. Nhiều lúc nghỉ dịch buồn quá các bạn ơi, nhưng mà thôi ráng lên ha, cố gắng cùng nhau cố gắng lên các bạn. Rồi bye bye, tạm biệt các bạn.